Hôm nay chúng ta học cái pháp cú 155 và 156 luôn. Thì pháp cú này thưa quý vị là Đức Phật nói về một người tên là Đại Phú, giàu quá cho nên gọi là Đại Phú. Con của một ông trưởng khố làm việc cho vua đó. Và rất là giàu có, và gia đình ông này là ông có tài sản là 800 triệu luôn. Mà mình 1 triệu là mình kiếm còn không ra nữa, cái này 800 triệu. Thì cho nên là ông nghĩ rằng là không cần con cái học hành gì hết. Ông cho đi học nhạc, đàn nhạc chơi thôi, không cần làm gì hết. Và khi ông lìa đời, ông để lại cho con trai Đại Phú này là 800 triệu. Gia đình, thì bên cũng có một gia đình người con gái khác, cũng gia đình giàu như vậy luôn. Và cũng không cho con học hành gì, nghĩ là giàu rồi. Cho nên là cho con học nhạc, học nhạc đàn hát thôi. Thì khi mà gả nhau, trúng hai người đó luôn là môn đăng hộ đối. Thì khi mà nhập vô thì tài sản gấp đôi. Thì sau khi cha mẹ chết rồi còn hai vợ chồng hưởng sung sướng là gấp đôi cái số tiền quá nhiều, cho nên không cần làm gì hết. Thì một thời gian thưa quý vị là những người bạn bè xấu á, những người mà gian tham trộm, những người mà bè đảng phe phái đó, họ tìm cách họ dụ. Biết rằng ông này mỗi ngày sẽ đi qua con đường này để vào vào thăm viếng vua, vào bái yết vua, cho nên là giả bộ bày ra rượu chè rồi uống, làm những cái món rượu hấp dẫn, bày ra. Cái ông này ông thấy cũng hấp dẫn quá, ông tới ông thử được một hai lần rồi theo luôn. Theo rồi cuối cùng sa đà theo cái rượu chè, bài bạc đủ thứ chuyện, và bao nhiêu tiền cứ chi láng hết, cuối cùng hai vợ chồng sạch hết 800 triệu và đi xin ăn. Thì khi mà đi xin ăn đầu đường xó chợ, thì một hôm đi ngang, lúc đó đang khất thực, đang xin ăn của thức ăn thừa của các vị sa di còn để lại, thì Đức Phật và ngài A Nan thấy, đi ngang thấy, thì Đức Phật mới mỉm cười. Thì lúc đó ngài A Nan mới hỏi lý do tại sao. Thì lúc đó Đức Phật mới nói rằng giá như ông Đại Phú này, vợ chồng Đại Phú này mà khi còn trẻ mà chịu tu, chịu bố thí cúng dường, thì ông này sẽ được làm trưởng khố thứ hai, nổi tiếng vị trưởng khố thứ hai, nổi tiếng giàu có. Hoặc nếu hai vợ chồng này mà đi xuất gia, ông chồng ít nhất cũng chứng A-la-hán, vợ ít nhất cũng chứng được nhị quả. Hoặc nếu mà cái thời trung niên một chút, ông này mà chịu làm giàu bố thí cúng dường nữa, thì ít nhất cũng được làm trưởng khố thứ ba, hoặc là đi tu cũng được chứng nhị quả, chứ không phải không ít. Nhưng mà cuối cùng giờ thì đã muộn rồi, hết cơ hội rồi, không còn cơ hội nữa. Thì vị này bây giờ là ngài mới nói hai pháp cú luôn, là lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cò già bên ao ủ rũ không tôm cá. Quý vị thấy con cò già rồi mà không có tôm cá để ăn thì đói, ủ rũ, khổ. Cho nên ngài ví dụ cái người mà trẻ không chịu tu, chờ già mới khổ sở, thì giống như một con cò già vậy. Quý vị từng thấy con cò già chứ? Tưởng tượng được đúng không? Con cò già mà ủ rũ bên bờ ao mà tôm cá không có để ăn. Rồi. Cho nên pháp cú 156 Đức Phật nói lúc trẻ không phạm hạnh, không tìm kiếm bạc tiền như cây cung bị gãy, thở than những ngày qua. Cây cung mà gãy rồi thì không làm gì được. Cho nên mình không nói thôi trẻ lo chơi đã rồi già rồi tu. Thì cũng giống như Đức Phật nói giờ cái hai người đó là muộn rồi, không còn có cơ hội để mà chứng quả nữa, cũng không còn có cơ hội để làm trưởng khố nổi tiếng nữa. Hết cơ hội rồi. Thì ngài mới nói hai cái pháp cú này rất là ý nghĩa. Cho nên quý vị thấy Đức Phật nói người đó kiếp trước có phước nhờ bố thí cho nên mới được giàu có, nhưng mà kiếp này không chịu bố thí nữa, ăn xài thôi thì nó hết. Thì cho nên cái này ngài nhấn mạnh là mình do là tuổi trẻ phung phí, không chịu tu. Cho nên cái này quý vị thấy cái gì nó có nhân quả hết, chứ ngài đâu phải Đức Phật tạo ra cho họ đâu. Nhân quả mỗi người tự tạo. Thì giống như ngài bà Mặc Lợi Phu Nhân đó quý vị, tới gặp Đức Phật. Ở đây mình phụ nữ nhiều, mình để ý nghe cái này nè. Mặc Lợi Phu Nhân tới hỏi Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nguyên nhân nào một người phụ nữ khi sanh ra vừa xấu, vừa nghèo, không có địa vị? Nguyên nhân nào một người phụ nữ sinh ra đẹp nhưng mà lại xấu,
đẹp nhưng mà lại nghèo, lại không có địa vị. Rồi nguyên nhân nào một người phụ nữ sinh ra xấu nhưng mà giàu có lại có địa vị? Còn một người phụ nữ sinh ra vừa giàu có nè, vừa đẹp vừa có địa vị, thì bốn cái đó nguyên nhân nào mới được như vậy? Thì lúc đó thưa quý vị, Đức Phật mới nói, ngày này là phụ nữ thích nè, tức là Đức Phật mới nói rằng một người phụ nữ không dễ dàng sân giận, tức là ít có sân, không bao giờ sân giận. Dù ai có chọc tức, dù ai có làm không vừa ý mình, mà chỉ cần không vừa ý là mình làm gì quý vị? Giận liền. Mình đổ thừa nó tại cổ làm tôi trái ý, tại làm trái ý tôi đổ thừa, tại người ta tôi mới giận. Nhưng mà Đức Phật nói nếu người phụ nữ dù người ta có làm mình không vừa ý, mình cũng không nổi giận, mình vẫn điềm tĩnh, vẫn dễ thương. Rồi trong lúc mà dễ thương đó vẫn phát một cái tâm cúng dường, không sân giận, rồi biết bố thí cúng dường, không có hiềm tị, không có ganh nạnh, không có đố kỵ với những người giàu có hơn, những người có địa vị trong xã hội, thì người đó vừa đẹp nè, vừa giàu có nè, vừa có địa vị luôn. Cái này chắc mình ai cũng muốn nè. Rồi cái người phụ nữ không có sân giận, ít có sân giận, cái tâm rất là nhiêm khiêm cung, rất là nhu mì, không có giận hờn, nhưng mà bỏ sẻn, không có bố thí cúng dường, thấy chư tăng chư Phật không có bố thí cúng dường, rồi lại khinh, rồi hay ganh tị với những người khác, thì người đó gì đẹp, nhưng mà sinh ra đẹp, rất là đẹp, một người rất là đẹp nhưng mà nghèo với không có địa vị gì hết. Tại nhờ cái tâm không có sân, bình điềm tĩnh, không có sân, vẫn được đẹp. Rồi có những người phụ nữ quý vị biết là đụng tới trái ý là sân liền, cái gì cũng sân hết, nhưng mà có được cái tâm rộng lượng, cái nóng tính nhưng mà tâm rộng lượng, bố thí cúng dường, không có ganh tị với những người khác. Người đó quý vị thấy họ xấu lắm nhưng mà họ rất giàu. Quý vị thấy có đó, ngay cả những người đàn ông, có nhiều ông giàu dễ sợ, nhưng mà gặp cái ông đó, ủa sao ông xấu mà ông giàu dữ vậy? Quý vị thấy có không? Rồi có những người phụ nữ quý vị cũng thấy nó, cái bà này sao bà giàu mà sao bà xấu vậy ta, dù đi sửa cỡ nào nhìn cũng xấu. Thì là sao? Tức là hay sân giận, tuy rằng có bố thí cúng dường nhưng mà đụng tới là trái ý là giận liền, thì cái đó là tuy xấu nhưng mà được giàu có. Còn người phụ nữ thứ tư là quý vị biết rồi, đã không bố thí cúng dường, đã đi hay đố kỵ người khác mà còn hay sân giận nữa là quá tệ luôn. Vừa xấu, vừa nghèo, vừa không có địa vị. Để mình xét lại coi mình được cái gì không? Còn cái người mà lùng là cái sao? Lùng là cái ngã mạng đó quý vị. Ngã mạng đó. Kiếp trước mình ngã mạng đố kỵ, mình ngã mạng, mình khinh người á. Mình khinh thường người khác, mình ngã mạng á. Đúng không? Cái gen là một phần thôi. Nhiều người bố mẹ vẫn luôn mình đẻ con ra vẫn cao đẹp như thường. Có nhiều đứa quý vị nói, ủa sao mẹ nó xấu mà sao nó đẹp dữ vậy? Vẫn có như thường. Cho nên khi mà bà Mặc Lợi Phu Nhân hỏi, Đức Phật giải thích rõ ràng. Cho nên cái đầu tiên, cái đẹp là gì? Đừng sân giận. Dù mình quý vị hay đổ thừa nó, tại ổng nói bậy con mới giận, tại bả chửi con mới giận. Dù chửi, dù nó bậy, mình vẫn bình thường, mình vẫn cười, thì quý vị gieo cái nhân là đẹp. Thì vẫn còn chứ, có cơ hội chứ. Kiếp sau khỏe. Mà ít ra từ đây tới đó mình không giận, không hờn. Người mình nó cũng không có nhăn nhó nhiều. Quý vị thử giận lên, nhăn nhó nhiều là nếp nhăn nó nhiều thôi. Cho nên là Đức Phật nói rất là ý nghĩa. Cái nhân quả hết thì giống như hồi nãy hai vợ chồng kia thôi. Tự tạo ra, không có chịu tu. Kiếp trước nhờ bố thí cúng dường được giàu, nhưng mà không có bố thí cúng dường nữa, ăn xài không, cuối cùng hết. Khổ sinh ăn. Thì bây giờ mình bố thí theo cách từng cách của mình. Cho nên á, quý vị đừng có chờ là, rồi nói nhất là cái này nhấn mạnh về cái tuổi trẻ này, rất là cần. Quý vị nói thôi già rồi không cần đẹp cho nên sân thoải mái. Đúng không? Già rồi cũng tiền xài bao nhiêu không cần giàu, cho nên thủ tiền khỏi bố thí. Thì mình đổ thừa cái đó là mình càng gieo cái nhân nghèo tiếp. Rồi gieo cái nhân xấu tiếp. Nhiều người sao, tại sao càng già họ càng đẹp? Vẫn có đó quý vị. Vẫn càng già tự nhiên cái người họ sáng ra.
họ họ sống nhu mì, cho nên mình có tu rồi mình phải khác, mình đừng dù chửi mình nói trái ý mình vẫn cười thì quý vị tốt, là quý vị là sẽ đẹp. Quý vị thấy Hiếu Thư ngày xưa tới sao bây giờ đẹp ra phải không? Hồi đó tới nhìn đâu có được bây giờ đâu. Dạ. Mà giờ ngon lành thấy không? Có tu nó phải có khác. Nguyên An rồi thì giờ xinh đẹp không? Rồi quý vị thấy không? Cho nên là đó, cho nên mình có tu là tự nhiên không có sân giận, nhất là đừng có hay mắng nhiếc chồng vợ mình, mắng nhiếc chồng mình là mình cũng sân, mình tạo cái nhân xấu đó. Cho nên như bớt cái đó, mình ỷ lại ông chồng mình, vợ mình muốn mắng gì mình mắng, thì cái đó mình cũng gieo cái nhân xấu cho mình thôi. Mình đừng có nói tại chồng tôi mắng tôi không có mang tội, có vẫn bị như thường. Cho nên đừng có mắng nhiếc, đừng có này kia, mình gieo cái nhân gì nó có cái quả đó hết. Còn nếu chồng mình mắng mình thì chồng mình bị thì chồng mình chịu thôi. Đó, tôi từ vô tư tôi vẫn cười để tôi được đẹp, tôi được giàu, tôi được ngon. Còn ông mắng ông chịu, ông bị ra ông chịu. Cho nên là mình cứ nói vậy thôi, đừng nói gì nhiều hết. Không cần nói nhiều. Tội gì phải khổ buồn rồi cho nó xấu. Mình biết tu mình phải khác người không biết tu. Cho nên rồi nhất là tuổi trẻ nữa quý vị, mình già mình tu khác, mà trẻ quý vị phải nhớ hướng con cháu mình. Quý vị cứ nói nó đọc kinh nó không hiểu gì, nhưng mà thiền sư Nhất Hạnh có nói rất là hay quý vị. Đọc kinh là một cái cách tưới nước. Tức là gì? Giúp cho tâm mình định tĩnh thứ nhất. Nước cái cây mà quý vị tưới một ngày đâu có ra hoa được. Mình tưới từ từ, thấm từ từ, mỗi ngày tuần mình tưới một ít, mỗi ngày mình tưới một ít. Tưới từ từ nó thấm vào trong cái lòng đất, trong lòng đất tâm của mình, thì cái hạt tuệ giác này nó mới nảy mầm. Cho quý vị không chịu đọc, nói đổ thừa, đọc kinh không hiểu rồi không chịu đọc. Rồi biết chừng nào hạt tuệ giác này nó mới nảy mầm. Ngài nói rằng đọc kinh là một cách tưới nước rất là ý nghĩa, thấm. Giống quý vị mà nghe bài nhạc, nhiều khi quý vị nghe một lần chưa thấy hay, nghe hai ba lần tự nhiên nó thấm, nó tự nhiên nghe hay lắm. Bài kinh cũng vậy, quý vị đọc một lần chưa thấm, cứ đọc hoài, đọc riết, quý vị sẽ thấm. Tự nhiên nó giúp cho mình giác ngộ khi nào mình không biết. Đó, ban đầu không hiểu quý vị cứ đọc. Mình cứ nói không hiểu rồi thôi không đọc. Quý vị cứ đọc, mình tưới nước mà, tưới một đâu có thể một hai ngày mà nó thấm được. Cho nên mình đọc hoài là vậy đó. Mình phải đọc riết từ từ nó thấm và nó ngộ khi nào mình không hay, mình nhiễm những cái lời Phật khi nào mình không hay. Cái gì mình phải có phải thấm. Thì cho nên nhất là miền Bắc bây giờ bớt rồi, chứ còn nhiều khi có nhiều người quan niệm là gì trẻ vui 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 nhà, già vui chùa, quan niệm như vậy thì làm cho tuổi trẻ nó lánh xa Phật pháp hết. Quý vị nhớ Đức Phật, đạo Phật, Đức Phật ngài xuất gia là tuổi gì? Tuổi còn son trẻ chứ đâu phải già đâu. Rồi khi ngài vào độ người thanh niên đầu tiên, quý vị nào nhớ không tên gì? Người con trai thanh niên đầu tiên, một người trai trẻ tên là Gia Xá. Một thanh niên quý tộc giàu có. Rồi sau đó bốn người bạn của Gia Xá cũng đi tu, rồi dẫn thêm 50 người bạn, một đội tăng, một đoàn tăng đoàn, toàn là trẻ không, chứ đâu có phải già đâu. Thì như vậy đạo Phật đâu có tiêu cực đâu, vẫn tích cực. Tuổi trẻ đi xuất gia, không như vậy mới là ý nghĩa. Thì cho nên quý vị, mình tìm cách để mình hướng dẫn con cháu của mình. Nếu mình không để ý, riết con cháu mình quên hết. Giống như tứ đế quý vị. Quý vị nói con nói tứ đế nó đâu có hiểu gì đâu. Khổ tập diệt đạo không hiểu. Thì mình nghĩ cái cách quý vị giải thích khổ là gì quý vị, là mình biết rồi. Tập là gì? Nguyên nhân của khổ. Rồi gì? Diệt là gì? Là con đường, là niết bàn giải thoát. Còn đạo là gì? Là con đường dẫn tới niết bàn giải thoát. Thì ví dụ, cho nên có một cô đó, cô nói đầu tiên con nói tứ đế, nó nói thôi mẹ nói cái gì con không hiểu. Nhưng mà cũng hôm đó nó đi về thì nó người ta cho một cái áo đẹp, cái nó mặc nó vui quá, nó không ngủ, nó thức khuya. Cái sáng ba nó vẫn kêu dậy đi làm, kêu dậy đi học, cái nó nhăn, nó không chịu dậy, nó giống như nó nói muốn nói những cái lời hổn với ba của mình. Thì lúc đó người mẹ mới kêu ra, mới nói rằng ngày hôm qua cái khổ của con là gì, sáng nay là gì, mệt mỏi.
con mệt mỏi trong người, đó là khổ đó. Mà mệt mỏi này nguyên nhân từ đâu? Do con thức khuya, đó là tập. Cổ cứ giải thích rất là đơn giản thôi. Mình đưa mình tìm cách, mình là cha mẹ, là người gần gũi nhất, mình tìm cách mình nói với con, với cháu của mình. Đó là tập, là cái gì? Là cái nguyên nhân dẫn tới cái khổ sáng nay. Rồi diệt là gì? Tức là con có mệt, con dậy rồi tự nhiên tinh thần nó sẽ khỏe trở lại. Vận động nó sẽ khỏe, nó trở lại khỏe, trẻ khỏe như xưa. Cái đó là diệt, đó là niết bàn, là an lạc. Còn đạo là gì? Là con đường. Tức là gì? Tức là con phải dậy, con đi ra, hít thở ra xin lỗi ba của mình, rồi dậy vận động, mọi cái tự nhiên là sẽ khỏe lại như xưa. Đó là tứ đế, chứ đâu cần xa đâu. Nên quý vị cứ Phật dạy sao quý vị đọc nguyên vậy đó, cho con cháu mình hoặc cho bạn bè, nhất là những người bạn bè mà chưa biết đạo nhiều, quý vị nói như vậy người ta không hiểu đâu. Nhưng mình tìm cách, mình chế, mình nói như vậy là con cháu mình rất là dễ hiểu. Hoặc là quý vị có thể mình nói rằng hôm nay con đi chùa với mẹ đi tới thấy ông Phật không? Phật ngồi yên như vậy, ngồi nhìn xuống như vậy để mục đích để làm gì? Mình nói đơn giản thôi, không cần nói sâu. Tức là mình nói rằng như vậy để gì? Ngài luôn soi lại chính mình. Một người muốn thành tựu, muốn thành công phải biết nhìn lại chính mình để thay, chịu trách nhiệm cuộc đời mình, không ai thay dùng được hết. Nhiều cách để mình dẫn dắt con mình. Quý vị cứ có nhiều người quan niệm cha mẹ, quý vị biết quan niệm sao? Tôi hồi trẻ ai dẫn tôi vô chùa rồi tự động lớn, tự động biết. Thôi còn nhỏ kệ nó đi, khi nó lớn nó ý thức nó theo đạo nào kệ nó, rồi lúc đó nó ý thức nó sẽ theo. Thì mình nói như vậy, quý vị thấy tại sao Đức Phật nói cái câu các tỳ kheo, khi mà trước khi Ngài nhập diệt đó, Ngài nói cái câu là các tỳ kheo sau khi ta nhập diệt, các con hãy đi, hãy chia ra mà đi, phải đi hoằng pháp lợi sanh, phải đi mà đừng có đi chung hai người, phải chia ra mỗi người mỗi hướng để gì? Để khuyến tấn được nhiều người. Tức là gì? Chúng sanh quý vị sao mê muội, mình phải kêu, mình phải réo, mình phải dẫn dắt. Thì con cái quý vị cứ nói để cho nó tự ý thức, nó ý thức không khéo như hai đứa, hai vợ chồng trẻ hồi nãy quý vị thấy không? Để tự ý thức đó. Cho nên quý vị phải dẫn dắt nữa, mình phải khéo chuyển. Mình không nói nhiều, mình không có chuyển nhiều. Lâu lâu mình khéo, mình ứng dụng, mình nói à, mẹ nhờ vậy mẹ được như vậy, rồi mẹ được như vậy. Mình dẫn dụ nhiều cách để mình thấy, là tự nhiên quý vị sẽ dẫn dắt được con cháu mình. Còn quý vị cứ nói thôi mình cứ tự tu trước đi, còn con cháu thôi tự lớn tự nó ý thức. Mà lỡ nó ý thức, nó sai đường là lúc đó là khổ. Cho nên rất là cần cái tuổi trẻ rất là cần. Cho nên cái bài pháp cú này Đức Phật nhắn cho tuổi trẻ. Mà mình hôm nay mình già mình ngồi nghe thì mình cũng nghe được cho mình vậy. Bây giờ nếu mình chưa chịu tu thì biết tới khi nào. Rồi mình phải nhớ hướng con cháu mình, tạo cơ hội, tạo từng chút, chứ không phải là chờ tới khi mà nó lớn là lúc đó hơi không còn cách nữa. Nhưng hôm bữa thấy có cô Tịnh Đức dẫn đứa cháu tới cho lại Phật. Nó cứ tạo chút chút vậy đó, không thiệt. Quý vị tạo một chút, quý vị không tạo thì không bao giờ có cơ hội. Mình cứ nhớ cái câu Đức Phật nói là phải đi, chứ là phải vận, phải tự mình phải hướng những người khác. Cho mình chờ ý thức thì người ta nói thôi tôi không cần ý thức nhiều mệt. Rồi con nó không ý thức được, rồi lúc đó nó đi sai đường rất là uổng. Mà quý vị cứ nghĩ rằng nhiều khi cha mẹ chúng ta cứ nghĩ rằng để tài sản là thương con. Đó quý vị thấy đâu, cuộc đời là bao nhiêu chuyện đó. Bao nhiêu 800 triệu, 10 cộng lại là bao nhiêu? 1 triệu, 1 tỷ 6 triệu. Mà cũng sạch luôn quý vị thấy không? Nếu không biết tu rồi cũng hết. Cho nên là mình phải hướng. Cho nên quý vị cứ nhiều cha mẹ chúng ta sai lầm, cứ làm thật nhiều tiền để con cháu mình là ngon. Không phải vậy. Mà mình phải để làm sao nó có cái đường hướng nó đi. Mà mình tu rồi mình phải tìm cách mình hướng dẫn con cháu mình nhắc từng chút. Phật pháp quý vị học rồi, quý vị ứng dụng như cái cô hồi nãy đó. Hoặc là thay vì quý vị để con mình nó ngồi thiền, nó không chịu ngồi, thì quý vị tập. Ví dụ khi nó nóng giận, cô đó cô cũng có một cái chú đó, chú nói con của con hôm đó nó về nó giận, nói rằng hôm nay con muốn đánh đứa bạn con quá. Thì hỏi tại sao? Nó nói rằng là con vô nó chửi ba, con tức quá nó dám chửi tới ba, cho nên con tức con định đánh nó, mà con nhịn được con chạy về đây. Thì lúc đó người ba rất là khéo, tại một người Phật tử biết rồi, rất là khéo, ông lấy một cái ly nước,
ông lấy những cái hạt kim cương ông đổ vô trong ly nước. Ông nói con nhìn đi, con quan sát đi. Thì lúc đó đứa con nó thấy cái ly nước nó hơi động á, chỉ thấy những cái hạt kim cương bay, nó bay một hơi từ từ nó lặn xuống dưới đáy. Thì lúc đó nó nói, ô bây giờ nó lặn xuống nhìn cũng đẹp, nước ra nước, kim cương ra kim cương. Từ lúc đó cha mới nói, bây giờ con bình tĩnh chưa? Thì đứa bé nói, dạ con bình tĩnh rồi, thấy đẹp quá, con vui quá. Cái ông mới hỏi, vậy con muốn đánh bạn con nữa không? Đứa bé nói, dạ không. Thì đó là thiền đó quý vị, là chỉ con mình thiền đó, chứ không phải quý vị bắt nó lên ngồi trên chánh điện, bắt ngồi trước bàn thờ, bắt ngồi im mới thiền. Con nít mà nhiều cách để chúng ta chỉ lắm. Thì mình quan trọng, mình làm cha làm mẹ mình phải để ý. Như nhiều lần cô Quảng Thanh cũng kể nhiều cái hình ảnh đi đám tang cầm cái phướng cũng xô cho con mình coi. Nhiều cách chúng ta khéo thì tự nhiên nó thấy, nó sẽ có một cái ấn tượng gì đó. Mình nói khéo thôi, mình không có nói con phải tới chùa này cầm phướng giống mẹ này, dễ gì nó đi. Không có đi đâu, nhưng mà mình tìm cách mình nhắc. Mình mặc áo dài đi mình nó thích lắm. Đó. Mặc áo dài đi ngày Thọ Bác. Thọ Bác. Đó. Đó, quý vị chỉ. Con hay nói về nhân quả với nhân duyên. Đó, quý vị nhắc cái nhân quả, nhất là con cái, quý vị nhắc nhân quả. Con có học thì con mới giỏi, mới thành công. Có làm mới có tiền. Cái đó là nhân quả đó, quý vị dẫn dụ từng cái thôi, không cần nói gì. Dạy Đức Phật dạy sâu xa, cái đó sâu xa lắm. Quý vị nhắc. Muốn làm kỹ sư, bác sĩ, muốn làm này kia cũng phải trải qua hết. Không ai, không, mình đưa cái đó là gì? Đó là triết lý nhân quả. Không phải Phật đặt ra, mà nó là cuộc đời này chân lý. Thì quý vị tạo như vậy, tự nhiên con cái mình nó sẽ thấm từ từ. Còn quý vị bỏ là bỏ luôn. Rồi cho nên cái bài này rất là ý nghĩa. Cho nên quý vị cố gắng, mình tu từ bây giờ, mình không nghĩ mình Phật đã biểu tu từ trẻ, mà mình bây giờ mình cũng đã lớn rồi, mình không tu nữa thì chờ tới bao giờ? Quý vị còn ai thắc mắc gì nữa không? Hết ha. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ.